Ở đây có cái phần mà cô Diệu Minh hỏi thì thầy thấy về cái giáo trình của các cái lớp mà con được ghi ở trong này thì nó không đúng đâu, bởi vì cái giáo trình này được thầy soạn thảo nó mới đúng. Tuy rằng 37 phần trợ đạo nhưng nó không phải con ghi như vậy, nó không có đúng. Để rồi thầy sẽ thành lập cái giáo trình, sau khi các lớp học này xong á, thì chúng ta sẽ có cái giáo trình cho 8 cái lớp học này. Còn bây giờ thì chúng ta học do thầy quy hoạch cái giáo trình ở trong cái đầu của thầy, và đồng thời thì biết lúc nào mà cần phải cái giáo trình nó phải soạn ra thành sách trước khi để dạy mấy con. Còn cái lớp nào mà không cần thì thầy không soạn, nhưng mà trong trí của thầy nó có cái giáo trình trong đó, như cái lớp chánh kiến thầy đã biết đã dạy cái gì rồi mà không cần phải viết ra. Rồi bây giờ lớp chánh tư duy thầy biết là phải tu tập cái gì, áp dụng gì cái gì để mà tư duy, để mà lý giải theo pháp, để phản tâm mình, thầy cái đó là thầy biết rồi. Nhưng mà đến cái lớp mà chánh ngữ và chánh nghiệp thì hai cái lớp này nó là oai nghi tế hạnh rồi, nó đi vào trong giới mà giới dạy về oai nghi tế hạnh. Cho nên vì vậy mà phải soạn cái bộ giới để cho mấy con học, để rồi mấy con nương vào cái học hiểu đó rồi mình cứ tập tập đi tập đứng tập ngồi tập nhìn tập ngó tập nói, tất cả những cái này chúng ta tập cho thành lần lượt nó thuần nó quen, thì coi như là con người chúng ta nó đầy đủ cái phạm hạnh, cái oai nghi tế hạnh đó nó trở thành cái phạm hạnh của một người tu. Còn bây giờ con tự hỏi thầy để mà viết cái giáo trình để mà tu tập thì nó chưa phải đâu, lúc này nó chưa phải. Thầy từ bi quan hỷ chỉ dạy cho con soạn thảo giáo án tu tập bát thánh đạo như sau, có phải như thế này không? Lớp chánh kiến thầy giảng đạo đức nhân bản, nhân quả thảo mộc gồm có nhân quả ái ngữ, các pháp vô thường, trong đó có thân vô thường, thân bất tịnh, thực phẩm bất tịnh, ngũ dục lạc, đến tứ vô lượng tâm. Chánh tư duy có phải là thập nhị nhân duyên tứ diệu đế không? Chánh ngữ thập thiện không? Chánh nghiệp 37 phận trợ đạo không? Chánh mạng không phải đâu, con chưa chưa biết đâu, để rồi thầy sẽ giúp đỡ cho cái phần này sau này đó. Về cái còn còn bậc vô lậu a la hán có phải qua 16 loại định này không? Định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, định niệm hơi thở, định tư cụ, diệt thọ tưởng định, tất cả những cái này con ghi theo cái tên chứ nó không không, không đúng đâu. Không đúng, để rồi thầy sẽ hướng dẫn. Định lực, định căn không phải đâu, cái này nó khác, còn nó nằm ở trong những cái khác chứ nó không phải nằm ở trong cái những cái bậc vô lậu a la hán đâu. Nhưng mà đó là những cái pháp tu, cái tên của những pháp như sơ thiền, nhị thiền nó cũng là tên pháp để mà tu thôi. Rồi định niệm hơi thở nó cũng là cái tên, mà định tư cụ là tứ chánh cần nó cũng là cái tên của cái pháp tu tứ chánh cần thôi. Còn diệt thọ tưởng định, định như ý túc, định bất động tâm, định vô tướng, tất cả cái này nó đều là một cái tên để chỉ cho cái trạng thái của tâm chúng ta, cho nên sau này thầy sẽ dạy cho. Có một người có người hỏi thầy, bạch thầy con xin hỏi về hai phần kinh tế và chính trị. Xã về kinh tế con xin hỏi như sau: con về hưu hàng tháng chỉ được vào lương hưu để ăn sống chi tiêu, nó cũng vào lại lương thấp, cũng chẳng đáng là bao. Vậy con xã thì đồng tiền bằng xương máu ấy thì xã như thế nào? Chẳng hạn là như bây giờ đó, về vấn đề mà con hỏi câu hỏi này á, thì khi mà con đã xả bỏ hết, con tu tập, con vào chùa để xin ngày một bữa cơm để sống tu á, để sống tu á, thì cái tiền lương của con không có cần thiết nữa, con không dùng nữa, bởi vì con xin bữa cơm con sống rồi mà, thì con đừng có để dành. Khi mình tu quyết tâm mà tu rồi thì cái đồng lương của mình hàng tháng mình bây giờ còn cha mẹ của mình gửi cái đồng lương đó cho anh chị em mình lãnh để mà mua cái gì cho cha mẹ mình ăn. Còn nếu mà cha mẹ mình qua phần hết rồi, con cái mình cũng lớn khôn hết rồi, thì thôi, mà còn đứa nào còn nhỏ đó
thì mấy con gửi cho cái số tiền đó cho cái đứa nhỏ nhất, nó còn đi học, nó chưa có gia đình, để nó lấy cái tiền đó mà nó mua sách vở nó học. Đó là con làm bổn phận của người mẹ hoặc là một người cha nó đầy đủ trọn vẹn. Còn nếu mà con lớn khôn hết rồi, các con đều lớn khôn hết rồi, thì cái số tiền đó con sẽ gửi vào trong trong những cái nhà mà nuôi người già hoặc là nơi nuôi trẻ mồ côi, những trẻ bất hạnh, những người mà khuyết tật, gửi vào giúp đỡ cho những người đó để cho họ có sống an ủi cuộc đời bất hạnh của họ. Đó là mặc dù tiền lương của con hưu nó không là bao, nhưng nói lên được cái lòng của con đối với những người bất hạnh trong xã hội là như vậy. Đó là những cái giai đoạn, từng cái giai đoạn ở trong gia đình của mình. Trong gia đình, nếu còn cha mẹ thì nên gửi cái số tiền lương đó giúp cha mẹ mình. Còn nếu còn con cái còn nhỏ, chưa có đủ cái còn đi học, thì con hãy gửi số tiền đó cho đứa con nhỏ đó để nó có tiền, nó tiếp tục học, để sau khi nó đủ khả năng nó sống trong xã hội. Nếu mà trong gia đình không còn có gì hết thì cái số tiền đó con sẽ gửi làm từ thiện trong trại dưỡng lão, trong trại mồ côi hoặc là những cái nơi mà trẻ khuyết tật, thì đó là điều làm từ thiện. Còn trái lại thì con chỉ thương cơm ăn mà tu tập thì Phật tử người ta sẽ lo lắng cái đời sống của con thôi, con một phần con, chứ đừng nghĩ rằng có tiền đó rồi mình cứ để cho mình tự mình tu, mình lấy mình ăn, thì cái điều đó nó làm cho chúng ta không có đúng cái làm hạnh. Thay vì ngày xưa ông Phật cũng giàu lắm, nếu ông Phật nghĩ như thế này, bây giờ đó con xin đi tu á, ba cho con một số tiền đó hàng tháng á, ba gửi cho con sẽ khỏi mất công đi xin ăn, do đó con cũng có mà đủ cái sức ăn, khỏi cần xin ai. Thì như vậy thì ông vua cha cho ông mừng lắm, nhưng mà lần này ông Phật không có chịu như vậy. Cho nên vậy mà khi mà ra đi rồi thì chỉ ôm mình bác đi xin bữa đói bữa no. Chúng ta cũng lập hạnh như Phật, chứ đừng có sống theo cái kiểu mà dành dụm để đó mà chi tiêu ra ăn một đời sống, rồi chúng ta cũng vì cái chỗ đó mà cái bản ngã chúng ta nó cũng to lớn, nó không có xả được cái ngã. Câu hỏi thứ hai, đạo Bà La Môn là đạo có trước đạo Phật Thích Ca,